trời. Thích. Mày đang làm gì đó? Tiếp tục quay mẹ con nhà Nicky cho mọi người cùng xem nè. Nicky đi ra thăm con nha nhà. Nó đi rông kinh khủng lắm. Nó đi tùm lum tùm la xong mà lâu lâu á là tại vì là con nó còn nhỏ ấy, nên là nó sẽ được sống ở một khu ở sau nhà mình á. Cái này nuôi mà nuôi nhiều như thế này mà thả thì nó sẽ đi lung tung ấy, nhiều khi bị mất ấy cả nhà. Nên là phải cho nó sống ở một khu đất khá là rộng ấy, xong là bắt đầu hàng ngày là nấu cám cho ăn đấy. Mẹ nó là lâu lâu á vào thăm á, vào nói chung là nựng nựng con cái vậy đó. Lũ con màu đen thui như chí đó, nó nựng con nó đây cả nhà, yêu lắm. Nick mày chạy ha, gọi không thể trả lời ha, nhớ mày nha. Cào cấu gì á? Chí nó cắn tao bọn mày ơi. Con ơi, chí nó cắn mẹ nè. Tại đây phụ mẹ con chí thôi. Con có thấy con chí ở đâu? Lại đây, nhanh lên. Lại đây phụ mẹ bắt chí nào. Cắn tao ngứa gần chết luôn. Đâu mẹ? Đây coi đây nè. Mẹ đang bắt đây nè. Không thấy con đi chỗ khác chơi đi à? Là vô dụng mà chí này ăn đầy mà con không thấy. Các con á là nhớ là ở sạch nha, không là chí bù cắm cho là ngứa chết nghe chưa. Yêu nào. Trời ơi, cái mẹ con nhà này nó nhấu nhiếm nhau.